Cho các bạn nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cài đặt và sử dụng cái yêu trò chu trò này nhé các bạn nhé cái yêu trò chu trò này để các bạn có thể rút tiền nạp tiền trực tiếp ở cây atm mà các bạn không cần sổ hay là thẻ của hàng yêu đều được cả hoặc là các bạn uh, giao dịch chuyển tiền xem thông tin tài khoản hoặc là um, một cái số thông tin khác ở trên cái app yêu trò chu trò này nó đơn giản hơn uh, cái app yêu trò ninh số này nếu mà các bạn mà chưa tải cái chưa tải và cài đặt cái yêu trồ internet banking thì hãy xem cái video ở cái phần nội dung mô tả của cái video này nhé các bạn nhé mình sẽ uh, chia sẻ mình nhé để cái đường link những cái hướng dẫn đăng ký từng bước đăng ký cái uh, yêu banking này như thế nào ban đầu là các bạn cần đăng ký yêu trồ đây đây cứ tội sau đó các bạn uh, đăng ký cái yêu trồ nên số đi còn cái này là cái app thứ ba các bạn đăng ký các bạn bấm vào đây để các bạn tải về này Nên đơn giản là các bạn cần chuẩn bị cái thông tin của tài khoản ngân hàng yêu cầu của bạn rồi nếu mà bạn nào mà và cái số điện thoại của bạn số điện thoại của bạn là cái số điện thoại hiện nay các bạn đang sử dụng và đã đăng ký với ngân hàng yêu cầu nhé nếu mà các bạn nào mà chưa đã thay đổi cái số là số điện thoại thì các bạn cần phải ra cái cây ATM của ngân hàng Ucho. Để các bạn thay đổi số điện thoại nhé, số điện thoại chính chủ thì các bạn mới có thể thực hiện được. Các bạn kéo sang hết và các bạn bấm ok này. Này, bạn bấm vào cho phép này. Các bạn kéo xuống hết xuống. Cái điều khoản của họ xong là bấm vào phần này, đồng ý. Tiếp theo. Kéo hết xuống lại bấm vào đồng ý. Tôi sẽ được bạn nhập cái thông tin Kigo Bango của các bạn này sau đó nhập cái thông tin về tên của các bạn này bằng chữ katakana này viết liền không dấu cách này tiếp theo là nhập năm này tháng ngày sinh này tiếp theo bấm vào nút tiếp tục đây tiếp theo các bạn bấm vào nút trên này xác nhận bằng mật khẩu và số điện thoại các bạn nhập cái mật khẩu của cái mát của cái thẻ Utro này vào các bạn tiếp bật bấm vào đây tiếp theo là xác nhận một số điện thoại này nhé người ta sẽ gửi một cái mã số vào cái số điện thoại này cho các bạn bấm vào đây bấm ok ok bốn hai năm bốn hai vẫn ok. Cài đặt cái mật khẩu của cái app này nhé các bạn nhé. Các bạn nhập lại, nhập lại cái mật khẩu mà đã tạo. Các bạn muốn sử dụng với ID hay không? Có. Thì mẹ sẽ gửi trích cự. Đây là cách sử dụng. À, tôi đi. đây đó vậy là xong rồi các bạn nhé rất là nhanh và đơn giản đây khi các bạn chuyển tiền các bạn bấm vào đây này. các bạn bấm vào đây là các bạn chuyển tiền phát này phát là được luôn đó còn khi các bạn đây các bạn bấm vào đây để các bạn nạp tiền và rút tiền không cần cái quyển sổ hay là cái thẻ atm ở cái cái atm của ngân hàng yêu Chồ, nếu được nếu mà các bạn nào mà chưa biết thì các bạn hãy theo dõi cái video khác mình đã chia sẻ rồi các bạn nhé. Mình để phần nội dung mô tả đấy. Đó, đây chuyển tiền rút tiền hay là làm những cái cái việc khác này, đó. Đây là lịch sử giao dịch ở đây nó có hết này. Đây. Phí 100 này, đây mình mới chuyển sang bên này. mới chuyển tiền này. đấy, tiền về Việt Nam. Vậy là xong rồi. Rất là đơn giản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu còn điều gì thắc mắc hãy comment ở phía dưới mình sẽ trả lời nhé. Đừng quên bấm một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.